Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 4, tập 1, cánh diều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 14, Yến, Tạ, Tấn, trang 35. Cái này là 10 kg. 10 kg là bằng là một yến. Cái này là 100 kg. 100 kg là tương ứng với là một tạ. Còn này là 1000 kg thì tương ứng với lại là 1 tấn. Chúng ta nhớ chú ý nè, một yến là bằng là 10 kg. Trong cái dãy đơn vị đo là trong là tấn nè, tạ nè, yến nè, rồi là kg. Trong bốn đơn vị đo này thì đơn vị tấn là đơn vị lớn nhất, đơn vị kg là đơn vị bé nhất. Hai đơn vị đứng liền kề nhau thì hơn kém nhau là 10 lần. Rồi là ví dụ như yến, một yến là bằng là 10 kg. Mà ngược lại 10 kg là bằng là một yến. Một yến này là bằng là 10 kg. Một tạ là bằng là 100 kg tạ, rồi qua đây là 10. Rồi qua đây 10 nữa, như vậy là 10 x 10 là bằng là 100. 1 tấn thì bây này là số 0 đầu tiên. Đây, cái đơn vị này là tấn này, số 1 là tấn này, số 0 đầu tiên là tạ này, số 0 tiếp theo là của yến này, số 0 tiếp theo là của là kg. Như là 1 tấn là bằng là 1000 kg. 1 tạ là bằng là 10 yến, số 1 là của tạ, số 0 là của yến. 1 tấn là bằng 10 tạ. Số 1 là của tấn, còn số 0 này là của tạ. Nó qua tiếp theo là bài số 1. Chọn thể ghi cân nặng thích hợp với mỗi con vật dưới đây. Trong này chúng ta sẽ có là 4 con vật: con mèo, con chó, con voi và con hươu câu cổ. Và tương ứng ở trong này là có 4 cái số liệu, đó là 2 kg, 1 yến, 9 tạ, 5 tấn. Thì trong này thì chúng ta thấy là đây là có 4 cái đơn vị, 1, 2, 3, 4 đơn vị khác nhau. Thì như vậy thì trong này chúng ta thấy là con mèo này là con là nhỏ nhất. Rồi, nhỏ nhất. Nhỏ nhất thì tương ứng với lại là 2 kg. Còn chúng ta sẽ đổi ra kg hết thì chúng ta sẽ dễ cho nó dễ nhìn. Rồi, cái này là bằng là 10 kg nè. Cái này 9 tạ là bằng là 900 kg nè. Cái này 5 tấn là bằng là 5000 kg nè. Như vậy thì trong này là chúng ta thấy đơn vị này là nhỏ nhất đúng không? 2 kg là nhỏ nhất. Rồi là 10 kg là tiếp theo. Rồi 900 kg và 5000 kg. Thế như vậy thì trong này chúng ta nhìn nhận thấy là con mèo là nhỏ nhất. Con mèo nhỏ nhất lên là 2 kg. Rồi tiếp theo là con chó. Con chó là đây là 10 kg, tương ứng với lại là một yến. Tiếp theo trong này là có hai con này. Con voi này thì nặng hơn con này. Con này nhẹ hơn. Thì con này tương ứng với lại là hươu câu cổ cân nặng là 9 tạ. Và voi thì nặng là 5 tấn. Đó qua bài tiếp theo là bài số 2. Một yến là bằng là 10 kg. Một tấn là bằng là 10 tạ. 40 kg là bằng là 4 yến. 2 tạ, số 2 là của tạ nè, số 0 còn là của yến nè, số 0 này là của là kg, số 1 là của tấn nè, số 0 là của tạ nè, số 0 là của yến nè. Rồi cái này thì từ lớn đổi ra nhỏ thì chúng ta nhân, còn từ nhỏ mà đổi ra lớn, đơn vị này nhỏ hơn đơn vị này. Như vậy đây là kg nè, đây là yến nè, đây là tạ,
Như vậy người ta yêu cầu đổi ra tạ này, đó là số 6 là 6 tạ. Yến là số 8 này. Số 0 tiếp theo là của kg. Đây là yến này. Đây là số 2 là tạ, là 2 tạ. Đây là kg này, yến này, tạ này, số 7 là tấn. 7 tấn. Số 5 là tấn này. Số 0 là tạ này, số 0 là yến này, số 0 tiếp theo là của kg. Đây là tạ này. Đây là tấn là số 3. Số 3 là tấn. Đây là tạ này, đây là tấn này. Từ từ đây là tấn hết, như vậy là 10 10 tấn. Chúng ta qua trang tiếp theo. Câu B tính 1.358 tấn ta cộng với lại là 416 tấn, vậy là bằng hai cái đơn vị này nó giống nhau, tấn tấn giống nhau. Thì chúng ta cứ việc là lấy hai con số này cộng với nhau thôi. Chúng ta lấy 1.358 ta cộng với lại là 416, 416 thì bằng là 1.774 đơn vị là tấn. À, cái này là nhân. Nhân thì chúng ta lấy là 416, chúng ta sẽ nhân cho 4 vậy thôi. Rồi, nhân cho 4 thôi. Vậy là bằng là 1.664 đơn vị này là tạ. Còn đây yến giống nhau rồi. Thì chúng ta chỉ việc là lấy 7.850 ta trừ cho 1.940 thì bằng là 5.910 đơn vị là yến. Còn này thì chia ra, rồi, ta lấy 8.472 ta chia cho 6 bằng là 1.412 đơn vị là tấn. Nó qua bài tiếp theo là bài số 3. Đây là 1 tấn là bằng là 10 tạ, 1 tấn là 10 tạ. Rồi 1 tấn là bằng bao nhiêu kg? Số 1 là của là tấn này. Số 0 tiếp theo là của là tạ này. Số 0 tiếp theo là của yến này. Số 0 tiếp theo là của kg, như là bằng là 1.000 kg. 1 tạ, tạ đây đổi qua yến là 1 tạ là bằng là 10 yến. Rồi, cái này là 1 tạ bằng bao nhiêu kg? Số 1 là của tạ này, số 0 là của yến này, số 0 tiếp theo là của kg. Rồi, 1 yến là bằng bao nhiêu kg? 1 yến là bằng là 10 kg. Chúng ta qua tiếp theo là bài B. 1 yến 8 kg là bằng bao nhiêu kg? Chúng ta xem cái bài mẫu cách làm này. 3 yến 6 kg. Bây giờ trước tiên thì người ta đổi cái yến này ra, 3 yến là bằng mà 30 kg, rồi sau đó ta cộng với cái lại 6 kg này nữa. 30 ta cộng với 6 là bằng là 36. Rồi tạ, 3 tạ 6 kg. Như vậy cái tạ này chúng ta sẽ đổi ra kg là 3 tạ là bằng là 300 kg, ta cộng với 6 nữa là bằng là 306 kg. Như vậy chỗ này thì chúng ta lấy 1 yến mà chúng ta đổi ra kg, rồi sau đó ta cộng với lại 8 này nữa. Đây là 1 yến mà đổi ra kg là bằng là 10 kg. 10 kg ta cộng với 8 này nữa là bằng là 18 kg. Tạ đổi ra kg, 1 tạ chúng ta sẽ đổi ra được là số 4 là tạ này, số 0 là của yến này, số 0 tiếp theo là của là kg này. Như là bằng 400 kg ta cộng với lại 2, giờ là 400 lên 2 kg. Tấn này chúng ta sẽ đổi ra kg, 1 tấn là bằng là 1.000. 1.000 kg. 1.000 kg ta cộng với 25 kg nữa là bằng là 1.025 kg. Đây, cái này cũng tương tự vậy, tấn là chúng ta đổi ra kg là bằng là 1 tấn là bằng là 1.000 kg, 7 tấn là bằng là 7.000 kg.
7.000 kg chúng ta sẽ cộng với lại là 450 này nữa, như vậy là kết quả là bằng là 450 kg. Nó qua bài tiếp theo là bài số 4. Người ta dùng hai loại xe ô tô có trọng tải là 3 tấn và 2 tấn để vận chuyển hết 13 tấn khoai. Ai hãy liệt kê những cách vận chuyển có thể và lựa chọn cách vận chuyển có tổng số chuyến xe phải sử dụng là ít nhất. Và biết rằng là mỗi chuyến xe vận chuyển phải đủ số hàng theo quy định. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái lưu ý. Lưu ý thứ nhất là số chuyến xe phải ít nhất. Và cái mỗi chuyến này là cái số hàng phải đủ trên xe này. Ví dụ như cái xe này là chở 3 tấn thì phải chở đúng 3 tấn. 2 tấn chữa đúng 2 tấn. Chứ không có thể là 2 tấn mà chữa 1 tấn là không được. Rồi bây giờ tổng cộng là người ta nói là sao đây? Có là 13 tấn khoai mà có hai loại xe 3 tấn và loại xe là 2 tấn. Như vậy thì chúng ta sẽ xem cái trường hợp như thế này đây. Cái trường hợp xe 3 tấn ha. Cái trường hợp xe là 3 tấn. Như vậy thì cái đây là cái chuyến thứ nhất. Cái chuyến thứ nhất là xe này là 3 tấn chữa đi. Rồi tiếp theo là cái xe là xe 2 tấn chữa đi. Như vậy tổng cộng chỗ này là được bao nhiêu tấn rồi đây? 3 với 2 là 5 tấn. Xe này là 3 tấn chữa đi này. Rồi tiếp theo là xe 2 tấn chữa đi, như vậy tổng cộng được 5 tấn. Rồi cái chuyến thứ hai cũng xe 3 tấn chữa đi, rồi xe 2 tấn chữa đi, như vậy là được là 5 tấn. Như vậy tổng cộng là 10 tấn rồi đúng không? 5 cộng 5 là 10. Rồi chuyến thứ ba thì bây giờ là tổng cộng là 13 tấn mà đây là chữa hết 10 tấn rồi. Như vậy là còn lại là 3 tấn, còn lại là 3 tấn. 3 tấn như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng là xe 3 tấn chứ không sử dụng xe 2 tấn. Xe 2 tấn chữa không nổi, chữa không hết. Và chúng ta sẽ sử dụng là xe 3 tấn là một chuyến nữa. Và tổng cộng là đây là 3. Vậy là 5 cộng 5 10, 10 cộng 3 là bằng là 13. Vậy thì chúng ta sẽ có là cái cách đầu tiên. Thì xe 3 tấn thì bao nhiêu đây? Xe 3 tấn thì 1, 2, 3, 3 chuyến. Nè, 3 tấn là 3 chuyến xe. Còn là xe 2 tấn là 2 chuyến. 2 chuyến, 1, 2, 2 chuyến. Vậy tổng cộng là 3 cộng 2 là tổng số chuyến xe là tổng cộng là 5 chuyến. Rồi cái trường hợp khác thì chúng ta sẽ có cái gì đây? Trường hợp tiếp theo thì chúng ta sẽ có là chúng ta lấy cái xe này là chuyến đầu tiên. Cũng là chuyến đầu tiên. Cái trường hợp 2 là cái xe 3 tấn. 3 tấn chữa đi. Vậy 3 tấn chữa đi. Vậy là còn lại là bao nhiêu đây? Còn lại là tổng cộng là 13 tấn mà 3 tấn thì còn lại là 10 tấn. 10 tấn thì ở trong đó thì chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ sử dụng là xe 2 tấn. Xe 2 tấn như là chỗ này chúng ta sẽ được là 5 tấn hàng. Như vậy thì trong này là đây là 3 với 2 là 5. Mà 10, 13 mà ta trừ cho 5. 13 mà chúng ta trừ cho 5 như vậy là còn lại là 8. Còn lại 8. 8 thì như vậy chúng ta sẽ ưu tiên là cái chuyến xe 2 tấn đi. Ngày thứ 2. Thứ 2 mà nếu như chúng ta cũng tương tự vậy thì nó lại trùng với cái trường hợp này. Nó trùng với trường hợp này. Nên là sẽ ưu tiên cái xe là 2 tấn. Nếu như xe thứ 3 thì cái lượt thứ 2 tiếp theo mà cũng như vậy thì cũng 3 tấn, 2 tấn thì là ở giữa.
Cho nên thầy sẽ tính theo cách khác là chúng ta sẽ sử dụng xe 2 tấn. Không sử dụng xe 3 tấn nữa mà sử dụng 2 tấn. Như vậy đây là 2 tấn. Như vậy tổng cộng là đây là 2. Như vậy được là 7. 13 mà trừ 7 là còn lại là 6. 6. Nếu như sử dụng xe 3 tấn thì nó lại trùng đây luôn. Để chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ sử dụng là xe lần thứ 3 này, sử dụng xe 2 tấn tiếp theo. Như được là 2. Là 5 4 9. 9 như vậy là 9 nó cộng thêm 4 nữa. Như vậy là cái lần tiếp theo là lần thứ 4. Thứ 4 như vậy là xe 2 tấn tiếp theo. Như vậy là 2 nữa là 5 4 9. 9 với lại 2 11. Như vậy còn một lần nữa. Lần thứ 5. Lần thứ 5 thì chúng ta sẽ có là xe 2 tấn này. Là 2 nữa. Như vậy thì tổng cộng thì chúng ta sẽ được là 13. 13. 13 thì trong này chúng ta sẽ có là bao nhiêu đây? Xe 3 tấn là 1, 1 lần. 1 lần. Xe 2 tấn là 1. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Giờ là xe là 5 lần. Và tổng số xe này 5 1 là bằng 6. Giờ là 6 chuyến. Như vậy người ta nói là cái số xe phải ít nhất thì chúng ta sẽ chọn ở trường hợp này. Chọn là xe 3 tấn là 3 chuyến và xe 2 tấn là 2 chuyến là hợp lý nhất. Cái này là chọn cái này. Nó qua bài tiếp theo là bài số 5. Một chiếc xe ô tô khi chưa chở hàng có khối lượng của xe là 5 tấn. Hiện nay trên xe đang chở là 4 tấn 2 tạ hàng. Theo em, ô tô đó có được phép qua chiếc cầu bên không? Tại sao? Cái này là cái cầu và người ta họ treo cái biển này là 10T. 10T là 10 tấn. Có nghĩa là những cái xe nào mà chở hàng, cả hàng và cả xe mà vượt quá cái 10 tấn này thì không được qua cầu. Như vậy chúng ta sẽ xem coi cái xe và khối lượng xe và khối lượng hàng coi có vượt quá không. Vượt quá 10 tấn là không được qua, mà nếu như dưới 10 tấn thì chúng ta được qua cầu. Đây. Bây giờ khối lượng của xe là 5 tấn và đang chở là 4 tấn 2 tạ. Như vậy là 5 ta cộng 4 là bằng là 9, 9 tấn 2 tạ. Như vậy vẫn bé hơn là 10 tấn. 9 tấn là 2 tạ. 2 tạ này là vẫn bé hơn. Ta lấy nè, 5 nè, 5 tấn nè. Ta cộng với lại là 4 tấn nè. 2 tạ. Vậy bằng là 5 cộng 4 là bằng là 9. 9 tấn. Và 2 tạ. Như vậy nó cũng vẫn là bé hơn. Bé hơn như vậy là cái xe này là được phép qua cầu. Là xe được phép qua cầu. Vì khối lượng xe và hàng trên xe nhỏ hơn 10 tấn. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.